Sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức họp kín khẩn về tình hình Sudan. Cuộc họp diễn ra chỉ một ngày sau khi quốc gia Trung Phi này xảy ra cuộc đảo chính quân sự. Cuộc họp kín khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra theo đề nghị của nhóm các nước thành viên gồm Anh, Estonia, Pháp, Ireland, Na Uy và Mỹ. Cuộc họp đã kết thúc mà không đưa ra thông cáo báo chí nào. Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết, đến nay Hội đồng Bảo an vẫn chưa thống nhất được giải pháp cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Sudan. Trong khi đó, các nước đều bày tỏ quan ngại và kêu gọi trả tự do cho Thủ tướng Sudan Abdallah Hamdok. Theo văn phòng Thủ tướng Sudan, hiện ông Hamdok cùng vợ đã có mặt tại nhà riêng dưới sự bảo vệ chặt chẽ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận với Thủ tướng Hamdok và kêu gọi quân đội Sudan trả tự do cho tất cả các nhà lãnh đạo dân sự đang bị bắt giữ. Tính đến ngày 26 tháng 10, đã có ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương liên quan tới cuộc đảo chính tại Sudan. Trước tình hình trên, cơ quan hàng không dân dụng Sudan đã đình chỉ mọi chuyến bay đến và đi từ quốc gia này cho tới ngày 30 tháng 10.